Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc nhỏ tên là Nguyễn Sinh Cung, sinh ngày 19 tháng 5 năm 1890, trong một gia đình nhà nho yêu nước tại làng Hoàng Trù, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Thân phụ là Nguyễn Sinh Sắc, thân mẫu là Hoàng Thị Loan. Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện đảng ta, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Người đã hiến dâng trọn đời mình vì độc lập dân tộc, tự do, hạnh phúc của nhân dân, vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc và tiến bộ xã hội trên toàn thế giới. Tư tưởng, cuộc đời và sự nghiệp cách mạng cao cả của người là cội nguồn gắn liền với bước phát triển và thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành những tình cảm đặc biệt cho Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Hưng Yên. Từ năm 1946 đến năm 1966, người đã 10 lần về thăm Hưng Yên, viết 14 lá thư thăm hỏi, động viên cán bộ và nhân dân Hưng Yên, 20 lần ký sắc lệnh khen thưởng cho tập thể và tặng huy hiệu của người cho 67 cá nhân. Tình cảm, sự quan tâm và những lời căn dặn của người trong 10 lần về thăm Hưng Yên đã trở thành nguồn động lực to lớn, cổ vũ động viên đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân Hưng Yên nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thử thách, giành nhiều thắng lợi có ý nghĩa quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, thực hiện lời căn dặn của người, các cô, các chú không có rừng cây, nhưng có rừng dân, dựa vào dân mà kháng chiến. Hưng Yên luôn quán triệt, thực hiện tốt chủ trương, xây dựng căn cứ trong lòng dân, kháng chiến toàn dân. Quân và dân Hưng Yên luôn đoàn kết một lòng, chiến đấu anh dũng, đánh trên 9.000 trận lớn nhỏ, tiêu diệt và bắt sống hơn 30.000 tên địch, bắn rơi 2 máy bay, đánh chìm 1 tàu chiến, 7 cano, phá hủy và thu nhiều vũ khí đạn dược, phương tiện chiến tranh của địch. Nhiều trận đánh nổi tiếng của quân và dân Hưng Yên đã đi vào sử sách như trận đánh Đồn Bần ngày 12 tháng 3 năm 1945, được Đại tướng Võ Nguyên Giáp đánh giá là trận đánh du kích kiểu mẫu ở đồng bằng Bắc Bộ. Trận chống càn ở Phan Tống Xá, Long Cầu, Phú Mãn, Bạch Binh, Tam Đa, Phù Cử, dùng đòn gánh đánh Tây ở chợ Từ Hồ, chợ Đông Tảo, Khoái Châu, giao làng kháng chiến ở thôn Tam Nông, Hưng Đạo, Tiên Lữ, và nổi tiếng cả nước là lực lượng nữ du kích Hoàng Ngân. Với những chiến công vang dội trên đường năm, đường sắt và vùng phụ cận, quân và dân Hưng Yên đã có phần tạo nên âm vang của sấm đường năm, tiêu diệt hàng trăm đồn bốt, đánh trả hàng trăm cuộc vây càn của địch bằng mọi thứ vũ khí có trong tay. Đánh địch ở mọi lúc, mọi nơi, tạo nên một thiên la, địa võng của chiến tranh du kích và trở thành một trong những tỉnh có phong trào chiến tranh du kích phát triển mạnh ở đồng bằng Bắc Bộ, được Bác Hồ tặng cờ, đoàn kết nhân dân đánh thắng giặc Pháp, góp phần vào chiến thắng chung của toàn dân tộc. Kết thúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, cùng nhân dân cả nước, đảng bộ và nhân dân Hưng Yên nhanh chóng bắt tay khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh, cải tạo phát triển sản xuất, xây dựng nền văn hóa mới. Trên mặt trận sản xuất là tỉnh thuần nông, tuy nhiên, quanh năm trên những cánh đồng lúc đó chiêm khê mùa úng, năng suất trên đồng ruộng rất thấp, đời sống của nhân dân gặp nhiều khó khăn. Trước tình hình trên, Bác nhiều lần về thăm, động viên cán bộ và nhân dân Hưng Yên tích cực làm thủy lợi, phát triển sản xuất. Ngày 5 tháng 1 năm 1958, Bác Hồ về thăm, động viên cán bộ nhân dân trong tỉnh. Người đi thăm nhân dân đang vét ngòi Triều Dương và dân công đào sông từ phố Giác đến chợ Thi. Ông Phạm Văn Thận năm nay đã 84 tuổi, 64 năm tuổi đảng, khi đó là bí thư đoàn thanh niên xã Ngô Quyền. Đang tham gia đào sông thì được gặp Bác Hồ, bồi hồi xúc động kể lại. Ngày 5 tháng Giêng năm 1958 được Bác Hồ về, Bác đi từ thị xã về đến đây rồi. Đây ông Bác đi thẳng con đường 200 này, đây là đường 200 song song với con sông này. Bác đi đến
cây đa quán triền ở dòng sông này thì đoạn đấy là đông người, đông các cụ. Thế bác cho dừng xe lại để bác xuống xong sông thì đầu tiên bác nói là động viên các cụ là 60-70 tuổi đâu đã có già, làm thủy lợi như là thanh niên. Bác vẫn động viên nhân dân, xong rồi là bác móc túi mấy chiếc huy hiệu bác tặng các cụ, trong đó có một cụ người ở thôn Trịnh Mỹ, xã Hồng Quyền là cụ Nguyễn Văn Trượng, 71 tuổi. Thế xong rồi bác động viên các cụ xong rồi làm thủy lợi khó nhọc 15 để sung sướng muôn đời. Lúc đó tôi làm bí thư đoàn thanh niên đã có quyền, huy động anh em thì phấn khởi, và phấn khởi lắm, làm hết công trường này. Bác gầu ở một quần, đóng quần, bác hai ba bậc lên để lấy nước. Thế nhân dân có quyền mới sung sướng, không ai bảo ai, nhưng mà từ khi được bác về thăm con sông này thì nhân dân đều gọi sông là sông Bác Hồ. Đây, cho nên không có văn bản nào đây xã huyện là đề là dòng sông mang tên Bác. Ngày 3 tháng 7 năm 1958, Bác về thăm Hưng Yên để cổ vũ động viên truyền thống đấu tranh anh dũng, tinh thần lao động cần cù của đồng bào và cán bộ Hưng Yên. Đồng thời, Bác chỉ thị phải tranh thủ kỳ được vụ mùa thắng lợi, phấn đấu đưa tỉnh nhà lên một tỉnh gương mẫu trong sự nghiệp đưa miền Bắc tiến dần lên chủ nghĩa xã hội, góp phần vào công cuộc đấu tranh thống nhất nước nhà. Người đã về thăm xã Vạn Xuân, nay là xã Đình Dù, huyện Văn Lâm, là xã có phong trào làm thủy lợi khá nhất huyện. Người dạy: toàn dân đoàn kết một lòng, đập đá thì đá vỡ, đào sông thì nước về. Thực hiện lời dạy của Bác là toàn dân đoàn kết một lòng, đập đá thì núi vỡ, đào sông thì nước về. Sau ngày 3 tháng 7 năm 1958 thì cán bộ dân xã Đình Dù chúng tôi phát huy truyền thống của quê hương, ra sức lao động sản xuất, đóng góp sức người sức của cho công cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Và đặc biệt trong cái công cuộc đổi mới thì chúng tôi cũng đã là một trong những xã sớm hoàn thành điện đường trường trạm. Ngày 18 tháng 6 năm 2015, xã Đình Dù chúng tôi được Ủy ban tỉnh Hưng Yên công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới. Và hiện nay là chúng tôi tiếp tục xây dựng xã Đình Dù trở thành xã nông thôn mới nâng cao và xã nông thôn mới kiểu mẫu. Thực hiện sự chỉ đạo căn dặn của người, lớp lớp cán bộ đảng viên các thời kỳ tỉnh Hưng Yên đã hòa mình vào các phong trào cuộc vận động lớn, nhất là các hoạt động tổ đổi công, xây dựng hợp tác xã và phong trào đào mương chống hạn đang diễn ra sôi nổi. Trên khắp các địa phương, nhân dân Hưng Yên sôi nổi thi đua làm thủy lợi, quyết tâm vắt đất ra nước, thay trời làm mưa. Toàn tỉnh như một công trường khổng lồ với nhiều công trình thủy lợi lớn như công trình Đại Thủy Nông Bắc Hưng Hải, công trình sông Điện Biên, công trình dòng sông Bắc Hồ của huyện Tiên Lữ. Chỉ sau một thời gian ngắn, hạn hán đã được đẩy lùi, diện tích canh tác mở rộng, sản lượng lúa và hoa màu tăng nhanh. Từ một tỉnh còn thiếu đói, đến đầu những năm 1960, Hưng Yên không những đủ gạo ăn mà còn thừa thóc bán cho nhà nước. Với những thành tích nổi bật trong công tác thủy lợi, Hưng Yên vinh dự đón Bác về thăm và được Bác tặng cờ luân lưu, làm thủy lợi khá nhất miền Bắc. Liên tục trong 4 năm, từ năm 1961 đến năm 1964, Hưng Yên đều được Bác Hồ gửi thư khen và được tặng cờ luân lưu, làm thủy lợi khá nhất. Nhiều cá nhân được Bác thưởng huy hiệu của người, điển hình là anh hùng lao động Vũ Thị Tị, Lê Thị Lục, Phạm Thị Vách. Tôi được tặng huy hiệu chiến sĩ thi đua năm 8, năm 9, 60, 61. Nhưng mà năm 60 Bác về Hưng Yên, hội nghị thủy lợi của Hưng Yên thì Bác lên quảng trường, nhân dân Hưng Yên tập trung đón Bác rất đông. Đúng không? Bác lên quảng trường, Bác bảo cán bộ và nhân dân Hưng Yên có nhất trí cho Bác tặng huy hiệu lần thứ hai cho bé Vách không?
Lúc bấy giờ tôi ngồi dưới đúng người tôi run mà tôi khóc. Tôi không đứng lên để nhận huy hiệu được. Mà đồng chí Lê Quý Quỳnh, bí thư tỉnh ủy dắt tay tôi lên để bác tặng huy hiệu cho tôi. Xong bác dặn tôi là thôi cháu đã làm tốt rồi thì phải làm tốt hơn nữa và học tập quần chúng để mà làm. Tôi nghĩ những cái câu ý thấm thía cho tôi suốt đời công tác, mà cho đến bây giờ tôi cũng không quên được. Chịu khó làm công tác thủy lợi, khó nhọc vài năm, khổ vài năm nhưng sung sướng muôn đời. Qua cái lời bác dạy như thế mà thấm thía vào trong tim bác. Thì từ đó tôi về là cùng với ở xã là thành lập cái đội thủy lợi, làm cái phong trào thủy lợi để đưa cái đời sống của dân lên. Từ cái chỗ mà một vụ lên hai vụ và ba vụ ăn chắc. Đấy. Trước đây chỉ có xào, chỉ có ba bốn thùng thôi, nhưng mà đã đưa lên hai tạ, hơn hai tạ. Cùng phong trào thủy lợi hóa, quân và dân Hưng Yên phấn đấu đạt được nhiều thành tích to lớn trong phong trào hợp tác hóa, bổ túc văn hóa, quân sự hóa, góp phần vào thành công chung của phong trào tứ hóa. Nhằm phát triển toàn diện, nâng cao dân trí, tiếp thu khoa học kỹ thuật vào sản xuất và xây dựng lực lượng vũ trang, bảo vệ quê hương, góp phần bảo vệ miền Bắc, xã hội chủ nghĩa. Trong những năm 1960, tại thôn Ngọc Tỉnh, xã Ngọc Long, huyện Yên Mỹ đã khởi đầu phong trào xây dựng gia đình văn hóa, đến nay đã lan tỏa trở thành phong trào sâu rộng trong cả nước. Khi hai tỉnh Hưng Yên và Hải Dương được hợp nhất thành tỉnh Hải Hưng, tiếp tục thực hiện lời căn dặn của Người, những lần về thăm tỉnh và thực hiện di chúc của Người. Trong suốt những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đảng bộ và nhân dân trong tỉnh, muôn người như một, tích cực phấn đấu trên mặt trận sản xuất với phong trào mỗi người làm việc bằng hai vì miền Nam ruột thịt, tiếp tục củng cố, hoàn thiện quan hệ sản xuất mới, xây dựng các cánh đồng 5 tấn thắng Mỹ, thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người, xây dựng nhiều công trình phục vụ sản xuất. Hưng Yên là địa phương đi đầu trong nhiều phong trào thi đua yêu nước của cả nước. Điển hình là phong trào ba đảm đang của phụ nữ, phong trào ba sẵn sàng của thanh niên, anh dũng chiến đấu, bảo vệ vững chắc quê hương, huy động sức người, sức của cho tiền tuyến, cùng với cả nước giành thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Tổng kết cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, tỉnh ta đã vận động và tiễn hơn 130.000 nam nữ thanh niên lên đường chiến đấu và phục vụ chiến đấu trên các chiến trường. Đồng thời còn góp sức cùng quân dân miền Bắc đập tan cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân của đế quốc Mỹ, xây dựng và bảo vệ vững chắc miền Bắc, xã hội chủ nghĩa. Trải qua các cuộc chiến tranh, tỉnh Hưng Yên có gần 25.000 người đã anh dũng hy sinh, hơn 23.000 người đã để lại một phần xương máu nơi chiến trường. Hưng Yên nổi danh với sự anh dũng, can trường của lực lượng nữ du kích Hoàng Ngân. 10 huyện thành phố, 70 xã phường thị trấn và 47 cá nhân được nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Trên 2.200 bà mẹ được truy tặng, phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng. Riêng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, với những thành tích đặc biệt xuất sắc, quân và dân Hưng Yên đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng cờ quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Cờ tỉnh làm công tác giao thông nông thôn khá nhất miền Bắc, được Trung ương Đảng tặng cờ tỉnh dẫn đầu bổ túc văn hóa miền Bắc. Sau gần 30 năm hợp nhất với tỉnh Hải Dương thành tỉnh Hải Hưng, ngày 1 tháng 1 năm 1997, tỉnh Hưng Yên được tái lập, bước vào một giai đoạn phát triển mới. Đảng bộ và nhân dân Hưng Yên phát huy mọi nguồn lực, tranh thủ thời cơ, vượt qua thử thách, đưa công cuộc đổi mới phát triển một cách toàn diện và đồng bộ. Từ nhiệm vụ then chốt là xây dựng đảng, tăng cường đoàn kết, thực hành dân chủ trong đảng và trong xã hội đã tạo sức mạnh để thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là phát triển kinh tế, xã hội tỉnh nhà. Với các giải pháp đồng bộ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện, sau hơn 22 năm tái lập,
Hưng Yên đã xây dựng được một nền tảng kinh tế, xã hội tương đối đồng bộ vững chắc, tăng trưởng kinh tế nhanh, cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Năm 1997, nông nghiệp chiếm tỷ trọng tới 52%, công nghiệp xây dựng chỉ chiếm 20%, thương mại dịch vụ chiếm 28% trong cơ cấu kinh tế. Đến năm 2019, tỷ trọng công nghiệp xây dựng đã chiếm 62,15%, thương mại dịch vụ 29,41%, nông nghiệp thủy sản còn 8,44%. Thu ngân sách năm 1997 đạt khoảng 82 tỷ đồng, năm 2019 đạt 14.450 tỷ đồng, gấp hơn 176 lần. Tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt gần 75 triệu đồng. Hiện tỉnh có 10 khu công nghiệp tập trung với quy mô 2.481 ha, trong đó 4 khu đã đi vào hoạt động, tiêu biểu là khu công nghiệp Thăng Long 2, khu công nghiệp Phố Nối A. Trong những năm qua, nhiều công trình dự án trọng điểm của quốc gia và của tỉnh được đầu tư xây dựng và hoàn thành đã phát huy hiệu quả, thúc đẩy kinh tế, xã hội phát triển, như đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đoạn qua tỉnh Hưng Yên, quốc lộ 38B, quốc lộ 39, đường 200, đường liên tỉnh Hà Nội - Hưng Yên, đường đê tả sông Hồng giai đoạn 1, đường nối cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với cao tốc cầu Rẽ - Ninh Bình, cầu Yên Lệnh, cầu Hưng Hà, đang thi công đường đê tả sông Luộc cùng nhiều tuyến đường tỉnh, huyện được nâng cấp mở rộng, đưa vào sử dụng, hoàn thành trung tâm hội nghị tỉnh, tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh. Trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, tỉnh hoàn thành dồn thừa đổi ruộng, thực hiện chuyển đổi hàng nghìn hecta đất trồng lúa hiệu quả thấp sang trồng cây có giá trị, hiệu quả kinh tế cao theo hướng sản xuất hàng hóa. Thu nhập bình quân trên một hecta canh tác đạt gần 200 triệu đồng. Chương trình xây dựng nông thôn mới được tập trung đẩy mạnh. Đến nay, thị xã Mỹ Hào, thành phố Hưng Yên, huyện Văn Giang, huyện Văn Lâm hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Các huyện còn lại đang hoàn thành thủ tục đề nghị chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2020. Lĩnh vực văn hóa, xã hội nhiều mặt có tiến bộ, giáo dục và đào tạo được mở rộng về quy mô, chất lượng ngày càng được nâng cao. Hưng Yên là tỉnh thứ 6 trong toàn quốc đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, tỉnh thứ 7 đạt phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 63%, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2%. Sự nghiệp y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm đầu tư phát triển, hoàn thiện hệ thống và mạng lưới y tế ở cả 3 tuyến tỉnh, huyện và xã. Thực hiện tốt công tác chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ, gia đình chính sách, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Tỉnh hoàn thành chương trình hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở, hoàn thành trước 2 năm đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo theo quyết định số 33/QĐ-TTg ngày 10 tháng 8 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi cho kinh tế, xã hội của tỉnh phát triển. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện, nâng cao. Diện mạo đô thị và nông thôn có nhiều khởi sắc, tạo ra thế và lực mới để Hưng Yên tiếp tục phát triển trong giai đoạn mới, đóng góp thiết thực vào thành tựu chung của đất nước. Ghi nhận những công lao to lớn của Đảng bộ, quân và dân Hưng Yên, Đảng và Nhà nước đã tặng thưởng huân chương Sao Vàng, huân chương Hồ Chí Minh, huân chương độc lập hạng nhất. Các tập thể, cá nhân trong tỉnh có thành tích xuất sắc được tặng thưởng 10 huân chương quân công, 30 huân chương chiến công, 3 huân chương kháng chiến cùng hàng vạn huân huy chương các loại. Không chỉ làm theo lời Bác dạy, để tưởng nhớ công lao trời biển và tình cảm của Bác dành cho nhân dân Hưng Yên, đồng thời nhằm giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Những nơi người từng về thăm,
nhân dân đều dựng bia, khắc ghi lời dạy của Người hoặc đặt tên công trình mang tên Người như dòng sông Bác Hồ. Ngôi nhà lá nhỏ nhắn này nằm bên Hồ Bán Nguyệt, nơi Bác nghỉ lại trong một lần về thăm và làm việc với tỉnh Hưng Yên năm 1958, vẫn vẹn nguyên và trở thành di tích lịch sử cấp tỉnh trong quần thể khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến, nơi Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân Hưng Yên thành kính dâng nén tâm nhang tưởng nhớ công ơn Người và báo công dân Bác trong những ngày lễ trọng của dân tộc, các sự kiện của tỉnh. Đặc biệt với niềm tự hào là quê ngoại Chủ tịch Hồ Chí Minh, năm 2003, tỉnh Hưng Yên cùng dòng họ Hoàng đã khởi công xây dựng ngôi nhà thờ bà Hoàng Thị Loan, thân mẫu của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên quê hương Vân Nội, xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu. Sau 2 năm khẩn trương xây dựng, nhà thờ được khánh thành ngày 11 tháng 12 năm 2005 trong niềm vui mừng và xúc động của thân tộc họ Hoàng và cán bộ nhân dân trong tỉnh. Dòng họ Hoàng chúng tôi rất là tự hào mà được của cụ Hoàng Nghĩa Kiều, lúc đó là cụ làm quan, được nhà vua cử đi vào trong Nghệ An là phò lê dẹp nhà Mạc. Sau đó cụ sinh ra một chi nhánh đến đời cụ Hoàng Xuân Đường là đời thứ 13. Cụ là một nhà nho, vừa là dạy học và bốc thuốc. Cụ Hoàng Xuân Đường thân sinh ra là bà Hoàng Thị Loan và bà Hoàng Thị An. Khi nuôi dạy ăn học thành người, ông Nguyễn Sinh Sắc thì học giỏi nhưng nhà rất nghèo, cụ mang về nhận làm con nuôi và nuôi dạy. Cụ đã gả con gái cụ là Hoàng Thị Loan cho khi lớn lên. Khi hai ông bà lấy nhau thì sân sinh ra được 4 người con. Một là Nguyễn Thị Thanh, hai là ông Nguyễn Sinh Khiêm, ba là Nguyễn Tất Thành, hiện nay là Bác Hồ của chúng ta. 4 là ông Nguyễn Sinh Chim thì mất sớm tại Huế. Nói đến cuộc đời và sự nghiệp của Bác đấy, thì ở bất cứ một địa phương, một không gian nào trong cả nước, chúng ta cũng đều rất xúc động. Nhưng mà với Hưng Yên của chúng ta thì lại càng đặc biệt xúc động, bởi Bác đã về với chúng ta 10 lần trong lúc Bác còn sống. Và đặc biệt nữa, mảnh đất Hưng Yên lại chính là ngọn nguồn xuất phát cội rễ quê ngoại của Bác Hồ. Cho nên chúng ta nghĩ đến Bác, thương nhớ, biết ơn vô hạn, ngưỡng mộ Bác bao nhiêu, thì lúc này càng phải quyết tâm hành động để xứng đáng với những lời dạy và niềm tin của Bác. Uống nước nhớ nguồn. Từ đó đến nay, có nhiều vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước, nhiều đoàn khách đã về thăm nhà thờ, thắp nén tâm nhang, thành kính trước anh linh bà, cầu cho quốc thái dân an, mãi mãi ghi nhớ công ơn trời biển của một người mẹ đã sinh cho đất nước người anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam. Ngôi nhà thờ bà Hoàng Thị Loan, thân mẫu của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã trở thành địa chỉ văn hóa tâm linh của mỗi người dân đất Việt. Với tấm lòng thành kính trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, với các bậc tiền bối cách mạng, với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh anh dũng vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, phát huy truyền thống văn hiến cách mạng và những thành tựu, kết quả của công cuộc đổi mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hưng Yên đã và đang nguyện tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, phát huy mọi nguồn lực và sức mạnh tổng hợp của toàn dân, đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển nhanh kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, tạo nền tảng để Hưng Yên sớm trở thành tỉnh công nghiệp, giàu đẹp, văn minh.